Cuộc sáng tạo mới. Suy niệm tin mừng Gioan chương 20 câu 19 tới 23. Trích đọc vào lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống 5C. Sau khi tạo dựng vũ trụ càn khôn cùng muôn vật diệu kỳ trong hoàng vũ, Thiên Chúa vẫn chưa hài lòng với những tác phẩm của mình. Ngài muốn sáng tạo thêm một kiệt tác trỗi vượt tất cả những gì Ngài đã dựng nên. Thế là ba ngôi Thiên Chúa quyết định tạo dựng con người. Chúng ta hãy sáng tạo con người theo hình ảnh chúng ta, giống như chúng ta, để chúng làm bá chủ cá biển, chim trời, gia súc, dã thú, tất cả mặt đất và mọi giống vật bò dưới đất. Cuộc sáng tạo cũ. Thiên Chúa lấy bùn đất nắn thành một con người, nhưng hình tượng này vẫn còn trơ trơ bất động, vô cảm, vô tri. Thế rồi Thiên Chúa thổi hơi vào lỗ mũi của hình tượng này, và điều kỳ diệu đã xảy ra. Khối đất vô hồn mang hình dạng con người đang nằm im lìm bất động bỗng cựa mình trỗi dậy, trở thành người sống, có tư duy, có tình cảm, có tự do, có óc sáng tạo, mang dấu ấn và bản sắc của Thiên Chúa. Thế là Thiên Chúa đã hoàn thành kiệt tác Adam là nguyên tổ của loài người. Con người cũ bị băng hoại vì tội lỗi. Nhưng tiếc thay, tội lỗi đã thấm nhập vào thế gian, làm băng hoại con người. Kiệt tác của Thiên Chúa đã bị biến chất thảm hại, nên Thiên Chúa phải theo đuổi một kế hoạch tạo dựng mới. Ngôi hai Thiên Chúa xuống thế làm người, khởi đầu công cuộc này. Ngài quy tụ những môn đệ đầu tiên và dùng những vị này làm nhân tố phát sinh một dân mới. Nhưng sau khi Chúa Giêsu sống lại và lên trời, các môn đệ cảm thấy lạc lõng bơ vơ, như đoàn chiên không chủ, như rắn mất đầu. Các ngài sống âm thầm, im hơi lặng tiếng, co cụm trong phòng đóng kín vì sợ người Do Thái, tựa như Adam lúc chưa được hơi thở của Thiên Chúa thổi vào. Con người mới được tác sinh. Thế rồi vào chiều ngày hôm ấy, ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín vì các ông sợ người Do Thái. Đức Giêsu đến, đứng giữa các ông và nói: "Bình an cho anh em." Và như thuở ban đầu, Thiên Chúa thổi hơi vào mũi Adam để ban cho ông sự sống, thì nay Chúa Giêsu thổi hơi vào các môn đệ và bảo: "Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần." Theo ngôn ngữ Kinh Thánh bằng tiếng Do Thái, Chúa Thánh Thần được gọi là Ruach, nghĩa là hơi thở hay thần khí. Thổi hơi vào các môn đệ có nghĩa là Chúa Giêsu truyền ban hơi thở hay thần khí Chúa Thánh Thần cho các ông. Như hôm xưa, Adam vươn vai trỗi dậy sau khi đón nhận hơi thở của Thiên Chúa. Các môn đệ một khi đã lãnh nhận hơi thở ban thần khí của Chúa Giêsu cũng được tái sinh, cựa mình trỗi dậy, thoát ra khỏi căn phòng đóng kín như mộ địa giam nhốt mình, để đi đến với muôn dân, loan truyền tin mừng cứu độ cho toàn thế giới.
sẵn sàng hy sinh cả mạng sống vì nước trời. Thế là nhân loại mới đã được tác sinh từ biến cố trọng đại này, khởi từ ngày hôm ấy. Lạy Chúa Giêsu, nếu không có làn hơi của Thiên Chúa thổi vào, Adam chỉ là một khối đất vô tri bất động và không hề có sự sống. Nếu không được Chúa thổi hơi ban thần khí, các tông đồ xưa cũng chỉ là một nhóm người bạc nhược, ương hèn. Và hôm nay, nếu không được đón nhận thần khí Chúa ban, chúng con cũng chỉ là những Kitô hữu nguội lạnh, thiếu nhiệt thành và luôn đứng bên lề hội thánh. Nguyện xin Chúa thổi hơi ban thần khí cho chúng con, như đã ban cho các môn đệ năm xưa, để chúng con được đón nhận sự sống mới và kiên quyết lên đường thi hành sứ mạng loan tin mừng cho muôn dân.